Xin chào tất cả anh chị. Hiện tại thì cũng đầu tháng 7 và hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2024. Thì bên Toyota Hiroshima Tân Cảng mình đạt về được khoảng 4 xe đã qua sử dụng, 4 xe đã qua sử dụng. Thì là xin cập nhật lại cho anh chị để anh chị mình có thể là nắm ha. Đó, ngoài những cái xe mà Đạt đã cập nhật trước đây là ngày 1 á, đầu tháng thì Đạt sẽ làm clip cập nhật hết. Thì bên Đạt về thêm vài xe. Anh chị nào mà cảm thấy những cái mẫu xe mà bên Đạt về mà nó phù hợp với nhu cầu của anh chị á, thì anh chị liên hệ cho Đạt để Đạt hỗ trợ ha. Thì hôm nay bên Đạt về được Innova 2017 nè, Camry 2.5 Q 2019 nè, Innova phiên bản Venturer anh chị, Fortuner mấy dòng số sàn màu trắng. Đó thì để Đạt đi quay lại cho anh chị. Với về thêm chiếc Cruise nữa mà chiếc Cruise bán lên vậy ha. Đó thì đầu tiên là xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn, xe được sản xuất vào năm 2019 anh chị ha. 19 xe máy Nissan màu trắng anh chị. Mang biển số là tỉnh Tiền Giang nhưng mà xe này mới bán cho khách ở Tiền Giang thôi. Như thì khách hàng quay đầu lại, khách hàng đổi xe mới anh chị. Đó, mặc dù xe đi được khoảng 140.000 cây số rồi nhưng mà chất xe nó đẹp lắm anh chị. Chiếc xe rất là đẹp ha. Đó anh chị nhìn dạng đồng rồi, xe rất là đẹp. Bốn lớp còn rất là mới luôn anh chị, còn rất là cao. Đây, lớp còn rất là dày anh chị ha. Đó. Xe thì nội thất cũng rất là đẹp tại vì chủ đi rất là kỹ anh chị, 140.000 cây số nhưng mà chủ đi rất là kỹ nên là cái xe nó còn rất là đẹp luôn. Đây, anh chị nhìn vô lăng cần số nè. Xe cũng được trang bị đầy đủ một kiện ha. Màn hình Android, camera hành trình, bọc phim cách nhiệt, bọc sang, đầy đủ hết anh chị. Đó. Xe này thì đi nhiều nên là bên Đạt đang để giá là 785 triệu anh chị ha. 2019 thì vay tới 65% giá trị xe và trong khoảng thời gian là 3 năm. Xe này thì anh chị đưa trước khoảng 350 thì mình nhận xe anh chị. Rồi, thêm một xe mới về nha. Anh chị mình đừng có để ý cái biển vàng này mà nghĩ là xe nó chạy dịch vụ anh chị. Nó mới đổ sang biển vàng đây nè. Đó, thì xe này mới đổ sang biển vàng được có khoảng 1 năm thôi, là giữa năm 2023. Thì chủ xe đổi xe sang biển vàng để chạy dịch vụ. Xe này là một chủ mua mới từ đầu anh chị ha. Đó, chứ không phải chạy kinh doanh rồi qua hai bên là chủ đâu, một chủ mua mới và một chủ đổi sang biển số vàng anh chị. Xe này thì đang được bên Đạt rao với mức giá là 475 Innova E 2017 anh chị. Đây, đồng sơn rồi bên ngoài còn rất là đẹp nè, vỏ nè còn rất là cao, rất là dày ha. 475 triệu. Đây, xe thì sử dụng là ghế nỉ anh chị đó, đi 84.000 cây số đây nè anh chị ha. Đó, nói chung là nội thất còn rất là đẹp anh chị. Đây, xe sử dụng ghế nỉ nè, lốp nè. Thật ra những cái đời mà 2016-17 như thế này anh chị, đó thì anh chị mình đừng có quan trọng về cái số km hoặc là như thế nào như thế kia. Anh chị mình cứ lên coi xe trực tiếp đi, coi được cái chất xe của nó, coi có vừa cái ý của mình hay không. Đó, cái thật ra đời này, đời Innova này thì nó có nhiều giá lắm anh chị, muôn màu muôn vẻ hết á. Đó, nhưng mà được cái anh chị khi mua những cái đời sâu như vậy mà mua tại hãng á, thì anh chị sẽ yên tâm ha. 475, xe này vẫn còn bên Đạt hỗ trợ vay anh chị. 2017 thì đang được bên Đạt hỗ trợ vay 60% giá trị xe và trong khoảng thời gian 3 năm. Ở xe này thì anh chị mình đưa trước đâu đó khoảng ngoài 250 triệu một chút xíu thì anh chị mình nhận xe ha. Tiếp theo là xe Toyota Camry anh chị. Xe được sản xuất vào năm 2019, phiên bản 2.5 Q anh chị ha. Đó, xe này là cái phiên bản cao cấp nhất tại thời điểm đó anh chị. 2.5 Q, xe Nissan là màu nâu anh chị, màu nâu đen á. Đôi khi mà Đạt quay lên thì anh chị mình sẽ thấy là nó là màu đen á, nhưng không anh chị ha, nó là màu nâu. Xe đi được khoảng 90.000 cây số, 92.000 cây số anh chị, đang được bên Đạt bán là 842 triệu, rất là rẻ luôn anh chị, rất là rẻ luôn ha. Đó, một cái mẫu xe Camry, biện cái là đi nhiều xíu thôi. Xe này xe công ty anh chị, xuất đủ hóa đơn cho anh chị luôn ha. Đó, rất là đẳng cấp và sang trọng. Xe này thì về bên Đạt sẽ cho tiến hành là bảo dưỡng cấp lớn lại nè. Đó, thay hai cái vỏ ha. Anh chị nào thiện chí lên mua ngay luôn, Đạt thay cho anh chị 4 cái vỏ luôn. Đó. Rất là sang trọng anh chị. Đó, xe này thì chỉ có đi nhiều thôi, đi khoảng 90.000 Camry mà đi 90.000 thì anh chị mình sẽ cảm thấy là nó đi nhiều anh chị ha. Nhưng mà thật ra đi 90.000 nó cũng không quan trọng đâu anh chị. Xe cũng được anh chủ lên rất là nhiều đồ chơi luôn anh chị, mặc dù là xe công ty á nhưng mà đi cho sếp đi anh chị. Đó, xe lên cửa hít nè. Đó. Đó, hết không anh chị. Xe lên cửa hít nè, cốp điện anh chị ha. 842 triệu, xuất đủ hóa đơn cho anh chị luôn ha. Rồi, tiếp theo là xe Innova phiên bản Venturer, xe được sản xuất vào năm 2018 anh chị ha. 2018, xe mang Nissan màu đen anh chị. Xe này cũng đi cũng hơi nhiều một chút xíu, xe đi khoảng 120.000 cây số, 120.000 cây số anh chị. Đây. Đây, 2018 xe cũng trang bị đầy đủ nè.
da ghế nè anh chị, bọc trần bọc sàn phim cách như vậy anh chị ha. Đó, chất xe thì còn rất là cứng cáp anh chị, chủ xe đi rất là dữ luôn, xe trong tình trạng rất là sạch sẽ luôn anh chị ha. Đây lớp xe còn rất là dày nè anh chị. Phiên bản Venturer là một trong những phiên bản cao của dòng Innova, trừ bản V, là bản V thì cũng rất là hiếm rồi anh chị. Đó, màu đen anh chị ha. Xe này thì bên Đạt đang rao là 602 triệu thôi, 602, 2018 thì vẫn được bên Đạt hỗ trợ vay anh chị, vay tới 60% giá trị xe và trong khoảng thời gian là 3 năm. Xe về bên Đạt sẽ được cho tiến hành bảo dưỡng nè, làm đẹp lại hết. Đó, mặc dù là chạy 120.000 cây số đi, nhưng mà sau khi mà hoàn tất xong á thì nó rất là lung linh luôn anh chị ha. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho Đạt để Đạt hỗ trợ thêm cho anh chị. 602 triệu vẫn hỗ trợ vay anh chị ha.